Rồi xin chào tất cả các bạn. Trời ơi, lên một cặp dầu gà cho anh em lên xe DD nha. Ba cháy bồ chét luôn. Anh em nào mà xài ké tấm mút cũng được nha các bạn. Này là đúng bài lên DD. Đây nè. Ồ. Ừ, quá đẹp luôn anh em ơi. Giờ mới tháo một con xe cộp thiệt cộp ra. Trời ơi, anh em nhìn nè. Như mới trong bịch luôn. Anh em nhìn thấy đã không? Hàng tháo xe mà nhìn mà tưởng mới trong bịch không á các bạn. Quá là đẹp. Trời. Ngàn năm có một nha các bạn. Ngàn năm có một. Trời ơi, quá đẹp. Xuất sắc. Đây, anh em nhìn cái đầu vú bụng mỡ nè. Đã chưa? Trời ơi, mới chát luôn. Xuất sắc luôn nè. Đây. Cặp trái phải gì như nhau. Cực đẹp nha các bạn. Đó. Anh em nào lên xe DD nha. Anh em nào lên xe DD mà xe từ 100 cho tới 200 triệu thì lên cặp này thì ta nói là không còn gì để tả nổi nha các bạn. Quá đẹp luôn. Mình thấy mấy cặp này là mình khoái lắm các bạn. Mua liền luôn. Không cần suy nghĩ. Bao nhiêu cây số cũng có thể chạy mua được. Quá đẹp. Nếu anh em chơi xe, anh em lên xe mà lên xe cộp là rất là thích những cái cặp này. Đó, anh em nhìn giống như là chưa xài luôn nè. Tháo xe mà giống như là mới trong bịch nha. Mà thậm chí mấy cặp đây bây giờ anh em mua mới nó cũng không có nữa. Nó đâu có sản xuất đâu các bạn. Anh em nhìn cái vú bơm mỡ nè. Nhìn là thôi chắc đáy trong quần luôn á. Ok, một cặp duy nhất nha. Có sẵn nha anh em. Có sẵn tại nhà mình nha. Tại có sẵn tại shop. Anh em nào có nhu cầu thì qua trực tiếp bên shop để lấy nha. Phương thức mua hàng, những anh em nào ở khu vực Sài Gòn, chúng ta sẽ qua trực tiếp bên shop để mua nha các bạn. Ở xa thì chuyển khoản rồi bên mình ship bưu điện giao tận nhà cho các bạn. Lưu ý là chuyển tiền trước ship hàng sau, còn ship code nha. Cặp này rất là dễ bị kẻ gian lấy lừa đảo bán với giá rẻ nha anh em. Này các bạn thấy mình đang cầm trên tay mình nè. Đó, thằng nào con nào mà bạn thấy mà cái cặp này mà bán mà giá mà vài trăm ngàn là anh em coi chừng lừa đảo nha. Không có giá đó đâu nha anh em. Cọc 100-200 ngàn là mất cọc như chơi nha. Đấy, anh em thấy những cái món mà quý hiếm mà siêu đẹp á, anh em nhớ là phải là gọi video kiểm tra mặt thằng bán nha. Thằng nào bán nào mà không cho coi mặt là nó lừa đảo 100% nha anh em. Anh em nhớ nha, chủ shop nào bán mà không cho coi mặt chắc chắn là lừa đảo 100% luôn. Đừng có ham mà rẻ nha anh em. Ok, đây trên tay mình cầm nè. Đó, anh em nào mua cứ nhắn tin số điện thoại trên màn hình giúp mình, nhắn Zalo giúp mình nha. Lưu ý nha, phương thức mua hàng thì những anh em nào ở khu vực Sài Gòn, chúng ta sẽ qua trực tiếp bên shop để mua. Ở xa thì chuyển khoản rồi bên mình ship bưu điện giao tận nhà cho các bạn. Lưu ý là chuyển tiền trước ship hàng sau. Không ship code nha anh em. Cảm ơn tất cả các bạn. Đừng quên bấm vào nút đăng ký phía dưới để theo dõi kênh video phụ tùng riêng xe cấp nha. Dạo này thì mình đang thanh lý rất là nhiều đồ phụ tùng riêng xe cấp, cho nên anh em nào mua trong thời gian tới sẽ giá sẽ rất là rẻ nha anh em. Ok, cảm ơn tất cả các bạn.